Rồi chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của Úc Minh tại xã Tân Thiện, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng chia sẻ với cái mô hình của vườn mai của Úc Minh ha. Thì hôm nay những cái cây mai gốc nhất cũng bên vườn nhà em nó đã lên chậu hết một số ha cả nhà. Lên chậu một số, cả nhà thấy ha. Thì cái này những cái lô mai gốc nhất này cũng hàng chục năm tuổi ha. Chục năm tuổi rồi. Thì bên vườn mình có 40 cây dưới đất như thế này. Thì hiện tại bên vườn Úc Minh đã lên 30 cây ha, chừa lại 10 cây. Coi như là 10 cây làm cỏ ha cả nhà. Thì từ khi trồng xuống đất tới mô này tới nay chắc tầm khoảng 5 năm á cả nhà, 5 năm. Đây tầm khoảng 5 năm chưa Minh? 5 năm rồi. Tầm 5 năm. Thì cái lúc đó cây cũng tương đối là nhỏ nha cả nhà, nhỏ xíu à. Chung thì cái tốc độ nó lớn phải nói là kinh khủng luôn cả nhà. Mấy anh em để ý cái mô nó gọn nha, chứ không phải cái mô lớn mà cái cây nó mau lớn nha. Lúc đầu trồng cái mô nhỏ xíu luôn rồi mỗi năm bồi vô ít ha. Cái cây mai mà nó nằm chậu với nằm bồn á, nó cũng như nhau cả nhà. Nó kiểu như nó mình làm cái bồn lớn quá nó cũng không có ăn hết phân hết đất, mà trái ngược lại nó còn làm cho nó hư cái bộ rễ ha. Nên mình làm cái mô gọn thôi, rồi mỗi năm mình bồi mình đắp vô thì cái cây mai nó sẽ phát triển ok hơn ha. Những cái củ hiện tại bây giờ là từ 50 hoành đổ lên rồi nha cả nhà. Những cái củ của những cây gốc nhất nè, 50 tới 60 ha, cả nhà mình coi đã đời chưa. Những cái cây trong chậu thì chỗ vườn của Úc Minh cũng vô chậu rồi lắp củ lại ha, lắp phần củ lại bớt. Đây thì hướng tới thì bên nhà vườn của Úc Minh cho thuê nha. Mấy anh em có nhu cầu thì mình gần Tết á, gần Tết thì liên hệ chỗ Úc Minh mình thuê. Thì gì chơi thì được giá thì bên nhà vườn cũng bán luôn ha, nhưng mà tên tinh thần thì cho thuê thì còn giữ được cây. Đây cả nhà mình coi nè, thì giờ chỉ có mới 5 năm tuổi mà bây giờ cái cũ nè ha, cái cũ rồi cái đế cái cọng rễ nó chảy xuống nè cả nhà. Cái hướng tới thì làm những cái nè, mấy anh em coi nè, những anh em mà trong nghề thì nhìn là biết liền ha. Nhìn mình ví dụ mình khều đất ra là sẽ nó có những cọng rễ nó chảy xuống, phải nói là cực kỳ luôn nha. Là nó đế nơm á. Này mấy anh em coi nè. Nè, cọng rễ nè. Nè, khều ra thì phải nói là sau này là ok ha. Thì cái chất trồng á, sẵn quay qua chất trồng này qua trở vô quay cái đám cây cho cả nhà mình xem ha. Thì chất trồng là gồm có đất nè ha. Đất rồi rễ vừa mục thôi. Là chủ đạo ha, đất với rễ vừa mục thì cho cây chúng ta nó có rễ vừa mục nó sẽ xốp ha, tạo độ tơi xốp cho cây. Thì cây sẽ phát triển ngon thôi. Đây cả nhà thì bắt đầu vô đất lớp mặt ha. Thì một lớp đất, lớp rễ vừa mục, lớp đất lớp rễ vừa mục ha. Coi cũ kìa. Chà bá luôn ha, so với Úc Minh ngồi thì nó bự chảng luôn ha. Thì cái vườn của em nó là tại xã Tân Thiện nha cả nhà, xã Tân Thiện huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre. Thì một trong những cái địa phương mà phát triển về những cái cây mai mà bonsai nhất nhì nước cả nước đó cả nhà. Thì so với những cái nhà vườn ở Bình Định đó, thì mỗi một nơi thì nó có một cái nét khác nhau. Nhưng mà ở cái địa phương của Tân Thiện này thì những anh em làm cây rất là nét nha. Những cây nó rất là nét, nó theo cái phong cách bonsai chứ không có làm theo kiểu dáng lông hay làm theo một khuôn như những cái địa phương khác ha. Không có làm một khuôn như địa phương khác. Nó mỗi cây nó mang một cái dáng vẻ khác nhau, nhìn nó rất là hấp dẫn ha cả nhà. Khác nhau nhìn cây nó rất là hấp dẫn. Nhà coi như cái cây bên nhà vườn làm rất là kỹ ha, đánh những cái cành cực kỳ chứ. Thì hàng năm thì bên nhà vườn của Úc Minh có lên chợ bán lô ở tại tại đường Tên Lửa cả nhà. Thì lên đó thứ nhất là mình bán, thứ hai là mình cho thuê. Thì đa phần những cái hàng lớn tiền này thì cho thuê là nhiều hết cả nhà. Đây, ba cái lô 30 cây gốc nhất nè.
Thì ở dưới nó còn một nồi rễ, nồi đế ở dưới dữ lắm, nhưng mà bên nhà vườn lắp lại ha, chỉ đưa cái cũ lên thôi. Rồi từ từ cái phân nó sụp xuống đó nha, nó sụp xuống bớt đó, nó lún xuống bớt đó, thì nó sẽ lộ lên một cái phần nồi bên dưới nữa ha. Thì trước tiên là cái mùa này, thứ nhất là nó nắng nóng, thứ hai nữa là cây mình mới lên chậu nên mình phải tủ cái lớp phân cho nó ấm cái bộ rễ ha, ấm bộ rễ bộ đế nó không có bị khô rễ, chứ mới lên mình phơi lên quá thì nó cực lắm. Đây là những cây bonsai bên nhà vườn sau khi mà đã chơi bông ha. Sau khi đã chơi bông á thì bắt đầu mình vào nhà lưới như thế này ha. Sau khi chơi bông thì là vào nhà lưới như thế này để nó hạn chế bớt cái ánh nắng. Nhưng mà mấy anh em lưu ý nha, mình cái cây mai mà mình đừng có đem về, đừng có để trong mát quá, thì khi trong quá trình nó phát triển rất là dở, cái gì cũng vậy, nó phải có ánh nắng nha, cây mai nó phải có ánh nắng để nó quang hợp ha. Còn mà nếu ở trong mát không thì cây mai mình nó ra cái đọt nó ốm lắm, nó không có mập. Đây những cái cây mai rất là chất lượng bên nhà vườn nha cả nhà, phải nói là cực kỳ chất lượng luôn ha. Cây mai nhìn y như những cây bonsai ha. Rồi những cái cây gốc nhớt mà bên nhà vườn Út Minh vừa lên chậu thì bắt đầu đã chặt lại ha, có những cái cây chặt lại chơi bonsai. Những cây này rất là phê luôn nha cả nhà. À, những cái cũ nè, những cái này là ghép giảo Thủ Đức hết rồi nha. Ôi ôi, cây đổ này hết ý luôn cả nhà, quá sức cây đổ. Bên kia có cây đổ nghệ thuật cũng rất là phê luôn cả nhà, thấy chưa, quá đã. Thì cái nhà vườn của Út Minh là một trong những cái nhà vườn ha, nhà vườn cũng tương đối là hàng chất lượng mà rất là tệ, còn trẻ nha cả nhà, trẻ tuổi lắm. Nhà ở độ tuổi của Út Minh mà được cái vườn mai như thế này cũng quả thật là cũng là rất là hiếm có nha cả nhà, hiếm có. Vì nói đầu ngay thì cũng hai bàn tay tắng làm nên thôi, cây nó đẻ ra cây thôi, chứ những cây mà giá trị như thế này mà khi chúng ta bỏ tiền ra mua một lần thì trừ khi những cái nhà vườn mà lớn khủng, hoặc là những cái doanh nghiệp thôi mới có khả năng mình mua thôi cả nhà. Còn mình một lần mà bỏ tiền ra mua những cái vườn mai như thế này thì phải nói là không nổi, chắc chắn là không nổi, từ những người nông dân hoặc là những cái anh em chơi cây mà bỏ tiền ra mua mua không nổi. Chỉ có những anh em mà doanh nghiệp hoặc là những nhà vườn lớn lớn hiểu theo kiểu doanh nghiệp luôn á, chứ không phải. Còn bình thường mình bỏ tiền ra mua những cây như thế này thì giá nó cao lắm, tại vì những cây làm ra rất là cực các nhà, làm ra rất là cực nên cái giá trị của cây cao mình bán rẻ thì nó tiếc. Nên cái hướng những anh em ở đây thì đa phần cái hướng là muốn là làm lên những cây đẹp để cho thuê ha. Cái nhu cầu hiện tại bây giờ thì những anh em người ta chơi người ta cũng thuê nhiều hơn đó nha, người ta thích thuê hơn là mua, tại vì những anh em ở thành thị người ta không có chăm sóc được như những anh em ở vườn, nên đa phần người ta thuê ha, người ta thuê thuê cây nào mà ăn được là người ta thuê năm này sang năm nọ luôn, cái nhu cầu người ta như vậy. Chứ mua thì bây giờ mua thì bỏ số tiền ra thì người ta có khả năng người ta mua, nhưng mà cái vấn đề chăm sóc thì nó rất là khó ha cả nhà, chẳng thà thuê. Còn vấn đề mà mua về rồi thuê nhưng những anh em nuôi lại lại nó càng dở nữa, tại vì cái cây của mình mới là chăm sóc thiệt tình. Cả nhà mình ví dụ em nói nhiều khi có động chạm số anh em nuôi thuê, nhưng mà thật chất là cái cây nhà mình mới là mình nuôi mấy mấy là ok. Còn những cây của người ta mình nuôi nhiều nhầm người lãnh cái cây mai về nuôi cầm chừng không cả nhà, cho nó sống thôi. Còn vấn đề Tết dài ba bông mà thì tội nghiệp kinh ta, ví dụ cây bỏ ra tiền trăm triệu mà nuôi Tết có dài ba bông thì nó quá là uổng. Nên bây giờ mình bỏ tiền ra mình thuê đi, mình thuê rồi về mấy anh em nhà vườn ta chăm sóc lại, tại cây của người ta đương nhiên ta phải chăm sóc cho nó thiệt là kỹ ha. Nên bây giờ cái nhu cầu thuê rất là cao, nên do đó thì nắm bắt được thị trường thì những anh em ở xã Tân Thiện, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thì sẽ làm ra những cây tương đối là chất lượng ha, để cho những cái anh em mà người ta cần cần thuê á, thuê để trưng Tết.
Nói chung cái quan điểm của người người Á Đông nói chung cũng như là cái người Việt Nam mình nói riêng á, là người ta có một cái kêu bằng xíu là tinh dị đoan ha. Nói chung thì Tết, thứ nhất Tết là chưng cây mai, là đem sự may mắn tài lộc về nhà ha. Rồi thứ hai nữa, cái cây mai đó mà năm nay mà mình chưng ha, mình chưng mà là mần ăn được thì năm sau sẽ liên hệ lại nhà vườn để sẽ nhất quyết là để thuê được cây mai đó để chưng ha. Nên những anh em ở đây làm nói chung với cây mai cây nào cũng vậy, làm rất là tâm huyết. Đây, những cây gốc nhớt nhìn phê hết các nhà. Gọc cái dạng xương ra nhìn phải nói là cực kỳ luôn ha. Nó cứng ngắc luôn, gốc nhớt mà nuôi cỡ này mấy anh em biết. Thì có những anh em á thì cũng không có gành cái tại sao mà gọi là gốc nhớt ha. Thì gốc nhớt thì cái đơn giản nhất là mình hiểu gọi là nôm na nó là nuôi từ những cây non nhớt á. Non nhớt. Thì nuôi lên từ những cái cây mà ở trong cái bọc bằng điếu thuốc rồi ghép ghép lên ha. Bọc điếu thuốc rồi ghép lên nuôi lớn lên, chứ không phải là những cây trồng từ nhỏ dưới đất, mà từ nhỏ là ở trong cái bọc, trong cái túi ni lông luôn rồi ghép lên. Rồi có những anh em thì người ta nuôi chậu, có những anh em thì ghép một thời gian trồng lên. Nhưng mà ví dụ mình ghép từ nhỏ dễ lớn lên thì cái cây nó liền lạc y như là cái cây mai nguyên thủy bình thường, nhưng mà nó là một cái cây mai ghép ha. Mà những cái cây mai mà ghép lâu năm thì cho nó sẽ cho chúng ta là cái bông nó nở rất là đạt. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái bông nó rất là đậm ha, bông rất là đậm, rất là to và nó phát triển rất là mạnh. Nó mạnh hơn những cây mai ghép 1 2 năm nha cả nhà. Những cây mai ghép 1 2 năm nhiều khi nó có sụp, nó có hư tầm bậy, chứ mà những cây mai mà gốc nhớt thì nó rất là mạnh. Nên do đó thì những anh em mà chơi chơi mai mà nói chung mà mai ghép nói riêng thì người ta rất là chuộng những cây gốc nhớt ha. Rất là chuộng những cây gốc nhớt. Đây thì những anh em sau khi trồng cái cây mai xong thì bắt đầu là lấy lục bình ha. Tại dưới quê em có lục bình, lấy lục bình tủ lên cho nó ấm cái cây ha. À, tủ lục bình lên cho ấm cái cây. Này mình kéo dây đặng căng cho cái hàng nó ngay hàng thẳng lối cả nhà, nhìn cho nó đẹp. Mướn ngay anh thầu đang xây cái bồn luôn, thứ chịu nổi. Lúc đó rồi chắc mô được không á? Rồi gì được, giờ kéo mô này ra. Bị khích hay gì? Ồ, ngón tay còn ngắn ngắn, ngón dài để lại đi. Ngón tay thẳng bằng sao coi. Thằng khó ha. Tánh không chân nè. Rồi cả nhà coi, mấy anh em coi thì những cái gốc nhớt lâu năm nhìn nó đã hết sức ha. To lắm nha cả nhà. Em quay không có người làm mẫu nên mình không biết nó cỡ nào to lắm. Cũ đó giờ đo lớn lắm. Đo hết cái khoanh rễ đó còn cầu 8 90 á. Cái cục đó không, cái cục cũ ngay chỗ này không á, nó cũng phải tầm 5 60 rồi đó. Nó rất là phê luôn. Thì thôi, sẵn bữa nay em có đi ngang thì ghé vườn của Út Minh để quay cho cả nhà mình xem những cái công việc sau những ngày Tết ha. Sau những ngày Tết thì anh em sẽ xử lý những cái cây như thế nào. Thì em xin kết thúc cái clip tại đây ha. Thì như cả nhà có thấy thích đó thì cho em xin một cái lượt đăng ký ha, cũng như một cái lượt like để em có động lực làm thêm những cái clip như thế này. Hôm đó nay thì lo bán không nên ít ra những cái clip chia sẻ nên cả nhà mình thông cảm nha. Rồi thôi, em xin chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như là thật là nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.